Hello, xin chào quý vị, các bạn đã quay trở lại với Nguyên Review. Thì hôm nay mình sẽ review nốt cho quý vị các bạn một cái sản phẩm cuối cùng của cái line flagship. Tóm lại là thực ra thì nó cũng không hẳn là cuối cùng, bởi vì là cái clip này khi mà nó lên ấy thì thực ra là người ta mới ra một line sản phẩm mới, new formula, rồi lại còn là thêm con Heavy Clay nữa. Thế nên là mình biết là khi mình nói như thế này thì các bạn sẽ đòi mình là anh ơi anh làm nốt cái con Heavy Clay cái đi, ít nhất là như vậy sau anh nghỉ review flagship. Thì mình cũng hy vọng rằng là ok, nốt nốt nốt, nhưng mà thôi, hôm nay tập trung vào sản phẩm cuối cùng của tháng trước nha, của những của cái lúc mà chưa ra con Heavy Clay. Thì xin thưa các bạn là White Pomade, chúng ta đã, xin lỗi quý vị là White Water, thì chúng ta đã có Black Water rồi, thì mình đánh giá khá là tốt Black Water. Tuy nhiên thì phần bao bì packaging của chai 8 ounce thì thực sự là không ấn tượng với mình, bởi vì là như các bạn đã thấy ở cái clip review của Black Water thì nó bị méo rồi, bởi vì nó là cái chai dạng bóp dạng ấn, thế nên là khi mà bóp ấy thì nó sẽ bị méo cái nhãn và nó sẽ rất là xấu. Thì về cơ bản ấy là những cái dạng sản phẩm này ấy, thì nên là được in lên chai hoặc là sử dụng những cái chai dẹt. Chai dẹt là chai như thế nào? Ví dụ như các bạn vào siêu thị các bạn sẽ thấy những cái chai 200 ml của những cái loại dầu gội ấy. Thì những cái dạng chai dẹt đấy thì họ vẫn dán nhãn lên thôi, nhưng mà khi dán nhãn lên trên đấy và bóp ấy, bởi vì là nó không phải là chai cong, thế nên là nó sẽ không bị bẹp được, không bị nhăn được. Thì đó là cái tối ưu của trong vấn đề bao bì, mà thực sự ra mà nói thì không phải ai biết và không phải biết cũng có thể làm được, bởi vì là khi mà không biết thì học hỏi để biết, và khi biết rồi thì thực hành nó, thì thực hành cái đoạn thực hành thì mới gọi là khó. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải tìm cái chỗ mà có cái chai dẹt, cứ đầu tiên là phải tìm cái chai dẹt đã. Cái thứ hai rằng là nhãn thì in đơn giản nhé. Cái thứ hai rằng là cái dáng chai dẹt như nào để hợp mắt mình thì nó lại là một cái câu chuyện rất là dài. Thế nên là với những cái mà homebrew thì thực sự mà nói là đến thời điểm hiện tại mình đã tiếp xúc nhiều cả lắm hết cả homebrew rồi, thì mình cũng không kỳ vọng quá cao về việc là homebrew phải hoàn hảo một cách gọi một cách tuyệt đối, tương đối thôi cũng được, nhưng mà thôi tóm lại thì qua rồi hôm nay của chúng ta đây đó, và chúng ta review cùng nhau cái dạng 2 ounce nha. Để 2 ounce thì phải, để 2 ounce hay 4 ounce người ta, 2 ounce khoảng 60 gram. Thì mình đề xuất các bạn nhé, nếu mà các bạn nào muốn mua ấy, thì các bạn thể lên Sermen Store, áp code N05 để mua. Nhưng mà mình khuyến nghị các bạn là nên mua loại 2 ounce này. Thực sự mà nói thì nếu các bạn tính ra chi phí thì bạn mua 8 ounce thì sẽ gọi là kinh tế hơn. Nhưng mà nếu mà chính xác ra các bạn cũng là dân chơi, dân sưu tầm ấy, thì thực ra các bạn trải nghiệm 2 ounce này là đủ. Thêm nữa là cái 2 ounce này nhìn trông nó cũng thẩm mỹ hơn rất là nhiều, thực sự các bạn. Đó, thì chúng ta hãy đến với phần bao bì đầu tiên như mọi khi. Đầu tiên thì vẫn là nhãn metallic, metallized, giống như kiểu flagship streamline kiểu khác. Nhưng mà ở đây thực sự ra mà nói thiết kế dạng dọc này, mình thấy như này nhá. Nếu mà mình tính ra ấy, với cái cá tính của mình ấy, thì mình cực kỳ thích thiết kế như này của flagship. Mình cực kỳ thích thiết kế như này. Các bạn cứ thử tưởng tượng nhé. Thực ra thì cái chai này nó khá là bé, nhưng mà nếu ấy, đây là một chai mà 100 ml, và mình nghĩ là flagship nên nghiên cứu dạng 100, 120 hoặc là 130, 140, không cần đến 150. Cái dạng của chai này cũng vẫn cái label này, vẫn cái cỡ như này, chỉ có thể thay đổi một số cái chữ ở trên này thôi. Thì mình nghĩ rằng là có thể lược bỏ bản 8 ounce đi và bán cái bản này, bản hơn 100 gram thì nó sẽ thẩm mỹ hơn rất là nhiều. Thì đây là một cái chai nhựa, nhựa này nhựa PP thì phải, khá là cứng. À mà như không phải các bạn, hình như không phải, khá là cứng. Nhưng mà nói chung rằng là mình hài lòng với cái này. Cái tiếp theo đấy là về vấn đề là sử dụng, thì đây có thể nói rằng là vấn đề sử dụng của nó thì thực ra là cũng ấn ấn thế thôi, nhưng mà mình sẽ nói sau ha. Tiếp đến là những cái gì thông tin ở trên sản phẩm, chúng ta vẫn có những cái bình thường thôi, tên sản phẩm, dạng chất, trọng lượng, tất cả mọi thứ, và trên bên này là thành phần. Cái thành phần con này khi mà đọc lên ấy thì mình khẳng định các bạn luôn là đây, nếu mà tính ra bình thường ấy thì nó sẽ là một con wax hoặc đơn giản là một con cream, gọi là liquid pomade, thì pomade dạng lỏng. Thì thực ra mà nói ấy, base của tất cả mọi loại thứ để vuốt trên đầu, chính xác ra là vuốt trên lông luôn, thì có thể gọi là pomade. Nhưng mà khi chúng ta đến thời điểm hiện tại ấy, vì sao mà chúng ta lại phân ra pomade rồi những cái dạng khác, là bước đơn giản bởi vì là chúng ta muốn nó rõ ràng, nó rạch ròi. Thực ra thì đấy, flagship thì cũng rất là khôn khéo khi mà họ lợi dụng tất cả những thứ mà tạm coi là quyền quyền năng của họ,
ở trong cái sản phẩm này thì họ gọi một cái sản phẩm sáp là liquid pomade. Thì thực ra nếu gọi nó một con cream thì rõ ràng là họ có cream pomade, họ có texture cream rồi, gọi nó thêm một con cream nữa thì rõ ràng là mọi người sẽ rất là phân vân về ba loại. Rõ ràng là có một con cream pomade rồi, có một con texture cream rồi, thì tội gì tôi phải mua cái con này đó. Thế nên là đó là cái rất thông minh của flagship khi mà ra một line dual Blackwater và Whitewater này. Thì thực ra mà nói thì đây là một lời khen dành cho flagship. Bây giờ là cái nhược điểm lớn nhất của cái sản phẩm này, đó là các bạn không thể lấy dễ dàng ra tay, là siêu cứng luôn. Bởi vì sao? Bởi vì là cái chai này này và cái chất sản phẩm này này nó vốn dĩ nó không thuộc về nhau. Cái chất sản phẩm này nó đặc chuẩn cream của một con sáp, nhưng mà cái chai này sẽ chỉ dùng được những con kiểu medium light hold thôi. Con này ấy, bởi vì sao mà nó đặc lại như này, thực sự là nó không đặc đâu, nhưng mà bởi vì nó có chất tạo dính nó rất là nhiều, thế nên là nó bị đặc, nó bị dính ở trong cái ruột cái vòi này. Thành ra là nếu các bạn mua cái chai này này, cái tỷ lệ cao là các bạn dùng một thời gian xong cái vòi này sẽ bị hỏng. Nó rất là đặc luôn, vị siêu đặc luôn đó. Mình dùng một tay mình bé cả yếu hơn mọi người, thế nên là thực sự mà nói là rất là khó bấm đó. Mình phải dùng được hai tay này, dùng hai tay mình ra một tí nữa các bạn. Con này nhá, thề với các bạn luôn, mà mùa đông ở miền Bắc nhá là coi như vứt đi luôn, là coi như đợi đến mùa hè năm sau dùng luôn. Đây các bạn này, dùng hai tay bấm mà chỉ còn phoi ra một tí này đó. Đây này các bạn, đây là cái lý do vì sao này, nó rất là dính ấy, nó rất là dính, siêu dính luôn, nó đặc lại rồi. Nhưng mà khi mà nó bớt tắc rồi ấy, thì nó lại chảy ra như bình thường. Đây các bạn nha, mình ví dụ nha, đó chảy ra như bình thường đó. Nhưng mà thề luôn là đây đúng dạng quý úi rồi thôi sao. Hold on. Đó, khi mà nó chảy ra như bình thường thì thực sự ra là cái vòi bấm này nó cũng không không có tác dụng lắm, thực sự mà nói là như vậy. Đây đó, nó rất là ít ấy, nó rất là ít ấy, thực sự là nó rất là ít so với một cái kỳ vọng đó các bạn, nó rất là ít luôn đấy. Đây này, vuốt lên tóc á. Cái điểm hay của cái sản phẩm này mình sẽ nói ngay khi mình sử dụng đủ lượng lên đầu luôn á. Cái vòi này thực sự ra mà nói là rất là tệ luôn á. Thế nên là rút lại câu vừa rồi, nếu mà các bạn mua để bày cho đẹp thì các bạn mua loại 2 ao, nếu các bạn mua để dùng các bạn nên mua loại 8 ao. À, nếu mà các bạn thấy không được thì có thể mua một cái vòi mỏ vịt ở trên Shopee cắm vào cái lọ 8 ao đấy. Thì bởi vì mình gửi lại cái lọ 8 ao của Blackwater rồi, nên là ở phần 2 mình sẽ tìm hiểu và mình sẽ nói cho các bạn là tìm cái vòi phi bao nhiêu đó, cái vòi mỏ vịt phi bao nhiêu để có thể sử dụng. Để cắm vào cái chai giống kiểu Blackwater hay Whitewater 8 ao. Cái chai này thì thực ra là cũng cậy được ra thôi, nhưng mà vấn đề là mình cũng khá là lười. Thực ra là nếu cậy ra thì sợ hỏng ấy, hỏng của em cho mình mượn, thế nên là dù gì cũng là tiền người ta. Đấy, cái này mà tiền của mình là mình cậy ra luôn á, là em yêu khoa học luôn á. Siêu tệ luôn các bạn, tức là các bạn hình dung nhé, nếu mà ấn nút phát ấy nó ra như này thì bình thường đúng không, nhưng mà nếu mà giữ ấy thì nó cũng chả bật ra nữa. Tức là cái này chỉ ấn được một lần thôi, xong lại phải kéo nó lên. Tức là nếu mà nó tự nảy lên thì không nó làm gì, nhưng mà đây phải kéo nó lên các bạn ạ. Đó, sử dụng rất là cực luôn á. À, đấy các bạn nhìn, từ nãy đến giờ mình vuốt được đúng cái phần phần bên trên thôi. Đây, nếu mà bây giờ hôm nay mà review mà vuốt đúng cái phần bên trên này thì ok, chơi luôn các bạn.
mỗi clip này mà khéo clip 10 phút thì phải đến dễ đến phải 50 phút thời lượng 5 phút ngồi bấm cái chất của con whitewater này ra. Trời đủ. Đấy, bây giờ nó mới ra nhiều, tức là bây giờ ra cái từng này thì nó còn đỡ, chứ từ nãy đến giờ mình bóp ra khổ ghê cơ. Nó rất là lỏng nhá, nó cần chạm đến cái dạng nước rồi ấy. Thì thực ra và nói thì nếu mà tính ra thì đúng là nó liquid thật. Ok, thì cuối cùng mình cũng tạm coi như là đủ dung dùng đủ cho quý vị các bạn. Và mình khẳng định một lần nữa, con này người ta ghi là pomade nhưng mà hoàn toàn các bạn có thể sử dụng như những con wax như bình thường. Vì đơn giản thiết kế con này là một con cream. Và thề với các bạn luôn là con này có thể làm pre-styling cho các bạn. Và mình khẳng định luôn là pre-styling sẽ rất tốt. Khẳng định luôn, bây giờ mình đọc bảng thành phần cho các bạn xem nhé. Nước này, sáp cám gạo này, PG40 này, dầu dừa này, polysorbate 80 này, dầu thầu, dầu thủy phân này, glycerin này, polyethylene này, PVP, phenoxyethanol, sodium polyacrylate, fructan, sulfuric acid, caprolin, green coal. Thì tất cả những cái thành phần này nó đều là thành phần mà để cấu tạo ra một con sáp. Khẳng định các bạn luôn là đây là một con sáp dạng lỏng, và chính xác ra nó là một cái con pre-styling cream dạng lỏng. Thực ra là có thể gọi nó là styling cream dạng lỏng hoặc là styling liquid kiểu vậy, hoàn toàn có thể gọi là như vậy. Tức là nó có thể phục vụ như một pre-styling, và mình thề với các bạn luôn là phục vụ một pre-styling dạng lỏng cái này rất là tốt. Tại vì sao lại như thế? Bởi vì là con này nó sẽ có hai cái lợi thế. Đầu tiên rằng là cái loại sáp nó dùng ở trong cái sản phẩm này là sáp cám gạo, thì sáp cám gạo nó vượt trội hơn so với sáp ong hay sáp Canila. Nó ở cái điểm đấy là sáp cám gạo rất là đanh, và cái đanh đấy thể hiện rõ nhất qua Odal Dry Wash nếu các bạn đã sử dụng. Đanh tức là theo kiểu là mặc dù là nó hoàn toàn hứng ẩm nhưng mà sờ lên nó hơi cảm giác cứng và khô ở cái sợi tóc ấy, kiểu như vậy. Đấy là cái lợi điểm của sáp cám gạo so với sáp ong bình thường. Sáp ong bình thường nó chỉ gọi là có đanh nhưng mà nó có một cái chạm mềm hơn, nó không cảm giác thấy cứng. Đó. Tiếp đến là cái tạo nên cái độ giữ nếp ngoài cái sáp cám gạo ra là cái PVP. Thì cái PVP là chất tạo dính các bạn. Đó. Thì thực sự mà nói ấy, là con này ấy, nói thẳng với các bạn ra là con này là light medium hold. Tức là về cơ bản ấy, các bạn sẽ tạo ra một cái độ bóng như thế này, các bạn nhìn tạo ra một cái độ bóng như thế này. Chứ các bạn sẽ không phải là cố định một cái form tóc gì cả. Bởi vì là mình nói thẳng với các bạn luôn là nếu ấy, mà để cố định cái form tóc ấy, thì đấy, như cái phần mái tóc này của mình này, dùng rất là nhiều. Đó. Thì nó cũng rất là vất vả để cố định cái form tóc. Nhưng mà cái lợi điểm ở đây nhá, các bạn đang nhìn nhá, mình dùng nhiều cái phần sản phẩm này lên ấy, nó có một cái lợi thế là đây là gì, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng sản phẩm này để ép size
các bạn hoàn toàn có thể sử dụng sản phẩm này để ép size. Thưa quý vị các bạn, mình không nói điêu về cái sản phẩm này. Cái sản phẩm này quý vị và các bạn phải mua về để ép size. Và có một cái đặc điểm nữa mà mình khuyên quý vị các bạn nên mua, đó là gì? Mùi của cái sản phẩm này là tobacco leather. Nó cực kỳ thơm luôn, nó cực kỳ thơm và nam tính. Nó cực kỳ thơm và nam tính. Và mình thề các bạn luôn là đây là một trong những sản phẩm underrated nhất ở cái thị trường Việt Nam mình. Thực sự ra, nói thẳng ra là underrated, đơn giản là bởi vì không có ai review. Tiếp đến là gì? Những cái người nhập về thì họ đều biết rằng là cái sản phẩm nếu bản 8 ounce thì nó thực sự mà nói rằng là trời đất ơi, cái bao bì nó quá là tệ. Cái thứ hai đó là gì? Cái bản 2 ounce này thì như các bạn vừa thấy mình trải nghiệm đó, thì bóp ra bóp từ nãy đến giờ, bóp mãi mới ra đến nửa cái clip bóp sản phẩm, giờ không nói được cái nói năng được câu gì đấy. Thế cho nên là tự nhiên cái clip này bôi dài ra. Thực ra thì cũng muốn cắt clip nữa đấy, nhưng mà thôi, để cho các bạn trải nghiệm xem là nguyên review mà, cho các bạn trải nghiệm xem là đấy, một cái sản phẩm nó tệ vật bao bì mất thời gian như thế nào đấy. Thì đấy, khi mà vuốt nó lên nhá, mặc dù đây vẫn là một sản phẩm hướng ngập, thề luôn đây vẫn là sản phẩm hướng ngập, nhưng khi vuốt nó lên ấy, cái độ nhám của cái sáp cám gạo nó hoạt động rất là tốt, nó rất là sạch, nó không cho cảm giác quá bết luôn các bạn. Tất nhiên là nó vẫn ẩm nhưng mà nó không cho cảm giác quá bết, và nó vẫn dính nhá, nó vẫn dính nhá. Sờ vào vẫn thấy cảm thấy có độ rít, nhưng cái độ rít của nó không phải là rít tóc theo kiểu khó chịu như sáp bình thường, nó rít vừa đủ thôi các bạn. Thế cho nên là sản phẩm này thôi thì không làm phần 2 nữa đâu, khỏi làm phần 2 đi, mình sẽ ghi một số cái thông tin tìm hiểu dưới phần mô tả clip nha. Chốt lại clip ở đây là gì? Cái sản phẩm này là một sản phẩm, nếu mà tính ra một cái sản phẩm riêng lẻ thì độ giữ nếp là light medium. Mùi hương tobacco leather cực kỳ thơm, cực kỳ nam tính. Nó tobacco phần kiểu 50-50 với leather, các bạn ngửi rõ ràng hai cái nốt luôn. Mình định nói là tobacco nhiều hơn, nhưng thực sự mà nói khi ngửi bây giờ thì thực sự mà nói là cũng không gọi là rõ ràng là cái gì nhiều hơn cái gì. Các bạn sẽ hỏi là nếu mà không làm như vậy thì test mùi hương như nào, mình cũng sẽ ghi ở dưới phần mô tả clip này luôn ha. Đó. Tiếp đến là về cái phần độ bóng. Cái độ bóng của sản phẩm này là low shine. Đó, không đến medium đâu các bạn. Mặc dù là có dầu dừa nhưng mà đây là low shine thôi, không gọi là ok lắm. Cái đấy thì mình cũng sẽ, nếu mà có thay đổi gì thì mình cũng sẽ ghi ở phần dưới phần mô tả nha. Tiếp đến là cái tính năng đặc biệt, đó là mình tin rằng nó có thể làm pre-styling là một. Cái thứ hai là nó có thể làm như một cái sản phẩm F-size. Và cái sản phẩm F-size này nó lại rất là hay khi mà nó không cho cảm giác quá bết, và nó cũng không cho cảm giác quá nặng. Với tóc mỏng mật độ dày của mình nhá, khi mà mình ép bẹp được vào như thế này, ép bẹp được vào luôn á, thì thề với các bạn luôn là ở trên sợi tóc dày có thể là cần dùng một cái lượng gấp đôi, gấp ba nhiều hơn. Nhưng mà mình thề các bạn luôn là ok, đồng ý rằng là dùng nhiều sản phẩm nào cũng có thể ép size được, nó bẹp vào được, ok. Không phải sản phẩm nào, nhưng mà đại khái là đa số sản phẩm sáp. Đồng ý như vậy, nhưng mà với một cái con light medium thì cái điều này thực sự rất là khó. Vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai rằng là hiếm có một sản phẩm nào cho một cái cảm giác ép size nó thoải mái như thế này. Nó nhẹ nhá, nhưng nó không nặng một tí gì cả. Thế cho nên là đây là cái sự vượt trội của flagship Whitewater. Và có những cái gì thêm thắt gì nữa thì mình sẽ ghi ở phần mô tả clip này, và để cho các bạn dễ dàng theo dõi hình dung. Nhân tiện thì dưới phần mô tả clip cũng có cái link cửa hàng của mình. Thế nên là nếu các bạn ủng hộ mình theo dõi thì hàng thanh lý second hand ABC các kiểu, các bạn thể ấn vào đấy follow cái trang Facebook đấy, thì thi thoảng có kèo nào ngon thì mình sẽ up lên ha. Đó, thì như mọi khi thì hẹn gặp quý vị và các bạn lúc 20 giờ hoặc muộn hơn mỗi ngày trên kênh YouTube Ngôn Review này, cũng như chúc quý vị các bạn nhiều sức khỏe, luôn đẹp trai, gặp nhiều thành công, may mắn và niềm vui trong cuộc sống, cũng như là nhớ phòng ngừa Covid và đừng để tóc xấu như một review.